BMW V kép phiên bản 520i sử dụng chung động cơ 4 xi lanh dung tích 2.0 lít tăng áp cổng nạp kép. Chung với người anh em 320i cho công suất tối đa 181 mã lực tại ngưỡng tua máy 5.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 270 nm đạt được tại giải vòng tua từ 1.250 đến 4.500 vòng trên phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau RWD thông qua hộp số tự động 8 cấp Steptronic, đi kèm với 3 chế độ lái khác nhau gồm Eco, Pro, Comfort và Sport. Động cơ trên chiếc BMW V520i này cũng mang mã N20, giá trị của BMW V520i nằm ở bộ xử lý phần mềm cũng như hộp số được tinh chỉnh tối ưu vốn là đặc sản của thương hiệu này. Sau hơn 5 năm kể khi được sản xuất, dòng series 5 thế hệ cũ vẫn giữ được nét thiết kế hiện đại thanh lịch vốn có. Thiết kế của chiếc xe này không bị lỗi thời và cũng có nhiều điểm tương đồng với mẫu xe thế hệ mới. BMW V520i đời 2014 được trang bị khá đầy đủ, vô lăng tích hợp hệ thống kiểm soát hành trình, chơi nhạc thông qua Bluetooth, điều hòa độc lập hai vùng tự động, mức gió chỉnh riêng. Hệ thống phanh dừng điện tử có chế độ tự động, giữ phanh, nội thất bọc da cao cấp, hàng ghế sau trang bị rèm che nắng chỉnh tay hai bên cửa, trong khi rèm phía sau điều chỉnh điện thông qua nút bấm. Chiếc xe đã lăn bánh được 7.9 vạn km. Nếu quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phó Giám đốc Kinh doanh Nguyễn Trọng Tuấn, chúng tôi mua bán và nhận ship toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn.
Mm-hmm.